Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi ạ. Hôm nay thì có thêm một số đồ nghề Nhật Bãi nữa nha bác. Hôm nay thì chổi than Nhật Bãi vẫn còn này bác. Có về thêm được dây khò ga này, thùng đồ nghề Tunbook nha bác. Thước này, một số mẫu kéo tỉa hàng rào, kéo cắt cành trên cao này. Đó, và cuốc xẻng các loại nha bác. Đó, đục bê tông rất là nhiều rồi bác. Đó, búa này. Đó, kìm rồi bào gỗ, cưa gỗ này, kéo cắt cành. Đó, dao rừng và dao bếp nữa nha bác. Các bác vào theo dõi video thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Và các bác đừng quên bấm vào chuông để nhận những thông báo mới khi em lên video nha bác. Mã đầu tiên là mã đầu tiên là chổi than nha bác. Đây, nhà thì vẫn còn khoảng mấy ký chổi than nữa bác. Chổi than này là chổi than tháo máy ở của các loại máy nha bác, máy khoan, máy cắt rồi máy mài này. Đó. Đây, các kích cỡ to nhỏ đủ các loại luôn này. Chổi than tháo máy Nhật Bãi nha bác. Rất là đẹp luôn này, nhiều này. Đó, tháo từ các loại máy hàng bãi này. Chổi than này thì em bán 3 lạng là 200.000 nha bác. Đó, 3 lạng của nó thì được rất là nhiều luôn này. Đó, cái này em cân sẵn rồi này, 3 lạng đây. Được rất là nhiều nhá. 3 lạng là 200 nha bác. Đó, 200.000 3 lạng. Vào mã số đầu tiên là mã số G1. Mã số G1 là một cái cuộn dây khò ga của hãng Ricoto này. Cuộn dây này thì hàng mới chưa sử dụng nha bác. Tem mác của hãng Ricoto còn đây. Cuộn này thì nó dài được khoảng hơn 2 mét nha bác. Dài hơn 2 mét này. Đây, nó có một đầu van để lắp vào bình ga lớn ở nhà để sử dụng này. Và có một đầu khò đây nha bác. Đó, có một đầu khò, ống khò là bằng đồng này. Đó, dài hơn 2 mét nha bác. Dài hơn 2 mét. Hàng chưa qua sử dụng. Đó, còn nguyên hộp đây. Đó, mặt sau này có hướng dẫn sử dụng là chữ tiếng Anh này. Đó. Này của hàng của nước ngoài các bác. Đó. Cuộn dây khò ga G1 này là 300.000. G1 là 300. Mã số G2 là một cái thùng đồ nghề của hãng Tunbook nha bác. À, cái thùng đồ nghề này có tên hãng này, Tunbook này. Đó. Thùng này thì chiều dài của thùng là được 42 cm này. Và chiều cao của cái thùng này thì được khoảng tầm 9,5 cm nha bác. 9,5. Chiều rộng của thùng thì được thùng này rộng được khoảng tầm 14 cm nha bác. Rộng 14 cm. Đó. Dài 42 này. Dài 42 và rộng 14. Dài 42, rộng 14 và cao 9 cm nhá. Đó, cao 9 cm. Thùng thì còn rất là đẹp nha bác. Lớp sơn mạ chưa có bong chóc gì này. Đó, không có bị móp méo hay là hư hại gì cả nhá. Đây, có quai sách ở trên đây các bác. Đó, bên trong này còn rất là đẹp đây các bác. Đó, đây thùng này các bác có thể bỏ đồ nghề này. Đó, gờ lê mỏ lết rồi kìm kéo các loại vào đây nhá. Hoặc là các bác có thể bỏ những cái máy nhỏ vào đây cũng được này. Đó, mấy cái máy nhỏ vào đây cũng được nhá. Đó. Thùng rất là cứng cáp chắc chắn luôn. Và hai bên của nó thì có hai cái chốt gài đây nha bác. Đó, hai bên có hai chốt gài. Đó, chốt gài hai bên. Và các bác có thể mua hai cái ổ khóa nhỏ này để khi các bác đi mang theo đi làm thì có thể khóa lại nhá. Đó, không có sợ bị mất đồ đâu. Đó, thùng rất là cứng cáp luôn. Chiếc thùng đồ nghề G2 này là 250.000. G2 là 250.000. Đến mã số G3. Mã số G3 là một cái thước lá nha bác, một cái cây thước lá. Thước này là dài là 1 mét nha bác. Là 1 mét, hàng nội địa Nhật này, có dấu nội địa đây. Và có hình logo hình con chim cánh cụt đây nha bác. Đó, logo hình con chim cánh cụt. Chiếc thước này thì còn rất là mới nha bác. Đó, các bác có thể thấy này. Đây, số và vạch thì còn rất là rõ nét nhá. Không có bị mờ đâu các bác. Đó, hàng nội địa Nhật, thước Nhật thì rất là chất lượng luôn này. Và nó có hai mặt số nha bác. Đó, mặt sau này cũng có số này. Đó, thước thì không có bị cong vênh gì cả nhá. Đó, còn đẹp nguyên, rất là mới. Đó. Hàng nội địa Nhật, dài 1 mét nha bác. Chiếc thước G3 này là 300.000. G3 là 300. Mã số G4. G4 là một cái cây thước thủy nha bác. Đó. Cái cây thước thủy này thì nó dài được dài 30,5 cm nha bác, dài 30,5. Và cây thước thủy này thì chất liệu của nó là bằng thép nha bác. Đó, bằng thép này. Đây, còn tem mác đây bác. Đó, thước của Nhật nhá, Japan này. Đó, Japan.
Và thước này thì nó có hai ống cân nước nha bác, một ống cân là chiều ngang này và một ống cân là chiều dọc nha bác. Đó, hai ống cân nước, một ống cân chiều ngang, một ống cân chiều dọc. Đó. Thước còn rất là đẹp nhá. Đó, lớp sơn mạ còn này. Đó, các bác sử dụng mấy cây thước bằng thép này thì không có sợ bị cong vênh nhá. Đó, các bác sử dụng thì không bao giờ có thể cong vênh được. Thép của Nhật thì nó rất là cứng luôn nhá. Đó. Sử dụng thước bằng thép thì nó rất là cứng cáp đấy. Đó. Chiếc thước thủy G4 này là 200.000, G4 là 200. Mà số G5 là một cái cây kéo tỉa hàng rào của hãng Okatsune nha bác. Đó. Đây, cây này thì trên con ốc chốt này có tên hãng này. Đó, chữ đóng chìm tên hãng Okatsune này. Đó, hãng rất là nổi tiếng của Nhật nhá. Cái này thì bề mặt lưỡi kéo cũng khá là đẹp này. Đó, lưỡi sắc bén nha bác. Cái này lưỡi zin nguyên nhá. Đó, lưỡi sắc bén không có rơ lắc gì cả. Lưỡi kéo của nó thì khá là dài đấy các bác. Lưỡi kéo dài 17,5 cm nha bác. Đó, lưỡi dài 17,5. Và cán thì dài, phần cán dài được 50 cm nha bác. Đó, 50 cm. Đó, tem mác còn nguyên này. Đó, và đặc trưng của hãng này là cán trắng đỏ nha bác. Đó, cán trắng đỏ này. Đó, của hãng Okatsune. Đó, bề mặt lưỡi kéo đẹp nha bác. Đó, bề mặt lưỡi kéo còn đẹp này. Đó, đây con ốc chốt này là ốc rời nhá. Đó, lưỡi zin sắc bén. Đó, một cây kéo tỉa hàng rào trắng đỏ. G5 là 320.000. G5 320. Mà số G6 cũng là một cây kéo tỉa hàng rào. Cái này tổng chiều dài của nó thì được khoảng tầm là 63 cm nhá bác. Tổng chiều dài cả cán là 63. Và chiều dài lưỡi sử dụng là 13 cm. Đó, chiều dài lưỡi sử dụng 13. Đây, cây này thì bề mặt lưỡi rất là đẹp luôn này. Không có bị rỗ rỉ gì nhá. Lưỡi rất là sắc bén nhờ bác. Đây. Đó, hai mặt lưỡi kéo rất là đẹp này, mịn màng. Và người ta có rèn ở cái phần sát cán này là cong hai bên này bác, dáng rất là đẹp luôn nhá. Đó, cán gỗ thì còn cũng khá là mới này. Đây, còn nguyên tem mác của Nhật này. Đó. Giá của kéo mới ở bên Nhật là 2.400 yên rồi bác, 2.400 yên. Nó cũng khá là mắc tiền đấy. Cái này thì các bác có thể sử dụng tỉa hàng rào và có thể sử dụng cắt cành trên cao cũng được nhá. Đó, chiếc kéo G6 này là 280.000, G6 280. Mã số G7 là một cây kéo cắt cành trên cao. Tổng chiều dài của cây kéo này thì được 58 cm nha bác. Đó, tổng chiều dài cả cán 58 cm. Và lưỡi kéo sử dụng là dài được 8 cm nhá. Lưỡi kéo sử dụng dài 8 cm nha các bác. Đó, cây này thì bề mặt lưỡi kéo cũng còn đẹp này. Đó, lưỡi sắc bén nhá. Đó, lưỡi sắc bén. Đây, và mặt sau này nó có một cái cữ chặn ở đây này bác. Đó, có một cái cữ chặn này. Đây, lưỡi con này thì lưỡi rất là dày này bác. Đó, lưỡi dày thì các bác có thể sử dụng cắt những cái cành lớn được nhá. Đó, sử dụng cắt cành lớn trên cao này. Đó, cán gỗ này. Chiếc kéo cắt cành trên cao G7 này là 300.000. G7 300. Mà số G8 là một cây kéo tỉa hàng rào. Cây này thì loại nhỏ nha bác. Tổng chiều dài cả lưỡi và cán là được khoảng tầm tổng chiều dài cả lưỡi và cán là 50 cm nha bác. Dài tổng thể 50 cm. Và chiều dài lưỡi là được 13,5 này. Đó, lưỡi dài 13,5. Cây này bề mặt lưỡi kéo cũng còn lớp sơn mạ này. Đó, lưỡi sắc bén nhá. Cái này lưỡi zin nha bác. Đó, lưỡi zin em chỉ vệ sinh cho nó sáng lên thôi. Đó, lưỡi rất là bén. Không có bị rỗ rỉ gì này. Đó, khít nhá, không rơ lắc gì. Ốc rời này, các bác cũng có thể tháo ra và mài lưỡi kéo được nhá. Đó, cán gỗ còn đẹp chắc chắn này, tem mác còn luôn nhá. Đó, chiếc kéo G8 này 190.000. G8 190. Mã số G9. Mã số G9 là một cái cây liềm nhá bác. Cây liềm này thì chiều dài lưỡi sử dụng của nó được 15 cm này. Bản lưỡi thì rộng được khoảng tầm là 4,2 cm nhá. Đó, 4,2. Và độ dày lưỡi của nó thì nó dày được độ dày lưỡi nó dày khoảng 6 ly nha bác. Đó, khá là dày nhá. Dày 6 ly, lưỡi mài hai mặt này. Ba lớp thép nha bác. Đó, ba lớp thép. Cây này bề mặt lưỡi còn nguyên lớp sơn mạ này. Đó. Có chữ Nhật đóng chìm ở trên bề mặt lưỡi nha bác. Đó, cán còn rất là mới này, tem mác thì chưa có bong chóc gì cả. Đó, cây này thì nhìn rất là mới luôn nhá. Đó, các bác đi rừng đi rẫy thì có thể sử dụng cây này giật những cái cành cây này. Đó, giật cành cây, giật lá cây trên cao này.
Phần cán của nó thì dài được, cái này cán dài 38cm nha bác. Cán dài 38cm. Đó, một cây liềm rất là mới. G9 là 200.000. G9 200. Mã số G10 là một cái cây xẻng nhôm nha bác. Đó, xẻng loại nhỏ mà xẻng nhôm. Tổng chiều dài của cây xẻng này thì tổng chiều dài cả cán là được 57cm nhá. Chiều dài lưỡi xẻng là được 20cm và chiều rộng lưỡi xẻng là được 15cm này. Chiều rộng lưỡi xẻng 15cm. Cái này lưỡi xẻng của nó là nhôm nha bác. Đó, xẻng hàng này là hàng của Nhật luôn nhá. Đó, nhôm thì hàng của Nhật thì nó cũng rất là cứng đấy các bác. Đó, các bác sử dụng thì cũng không có sợ bị cong vênh đâu. Đó, bề mặt lưỡi đẹp này. Đó, cán gỗ còn đẹp chắc chắn nhá. Đó, các bác sử dụng xẻng nhôm thì sử dụng trong gia đình thì cầm nó rất là nhỏ gọn và nó nhẹ này. Cầm nó rất là nhẹ và dễ sử dụng nhá. Đó, nhà các bác có nuôi nuôi gà, nuôi cá thì có thể sử dụng để xúc thức ăn cho gia súc, gia cầm này. Đó. Chiếc xẻng G10 này là 150.000. G10 150.000. Mã số G11 là một cái cây xẻng xẻng chặt nha bác. Đó, xẻng nhỏ mà xẻng loại đi rừng ấy, một cây xẻng đi rừng. Tổng chiều dài cả cán cái này là 37,5cm. Chiều dài lưỡi là được 16,5. Bản lưỡi rộng là 8,7cm nhá. Bản lưỡi rộng 8,7. Và độ dày lưỡi xẻng này thì dày được khoảng tầm 2 ly nha bác. Dày 2 ly. Cây này là cây xẻng chặt nha bác. Đó, lưỡi này thì rất là bén này. Đó, bề mặt lưỡi đẹp. Đó, bên này có cạnh đó, cũng có một cái kiểu cạnh như răng cưa này. Đó, đây, nó có thông số, có các vạch chia này bác. Đó, từ 0 đến 10 này. Đó, bề mặt lưỡi mịn màng luôn, không có bị rỗ rỉ gì cả. Đó, cán gỗ còn đẹp này. Cái này thì các bác đi rừng thì cũng có thể đem theo này. Đó, sử dụng đào đất hoặc là sử dụng cái cạnh cạnh này để sử dụng chặt cánh cây cũng được nhá. Đó, sẽ vừa đào vừa chặt được. G11 là 170.000. G12. Mã số G12 là một cái cây cào cỏ nha bác. Cây cào cỏ này là cây cào có 5 răng nha bác. Nó có 5 răng. Tổng chiều dài chiều dài cán của cây này thì được 39cm này. Chiều dài cán 39cm. Và chiều rộng của cái chiều rộng lưỡi cào là 13cm nha bác. Chiều rộng lưỡi cào 13cm. Đó, nó có 5 cái răng cào này. Cái cào này thì hàng chưa sử dụng nha bác. Hàng chưa sử dụng. Đây các bác có thể thấy này. Còn nguyên lớp sơn mạ luôn nhá. Đó, bề mặt lưỡi còn nguyên lớp sơn mạ. Đó, cán thì tem mát còn nguyên đây, cũng chưa có bong chóc gì cả. Cán gỗ rất là mới. Đó, các bác sử dụng cây này cào cỏ thì rất là tốt này, chuyên sử dụng cào cỏ. Đó, cây cào G12 này là 120.000. G12 120. Đến mã số G13. Mã số G13 là một cái cây cuốc của quân đội nha bác. Đó. Cây cuốc này thì chiều dài lưỡi cuốc là được 19,5 này. Và chiều rộng lưỡi cuốc là được chiều rộng cuốc 15cm nha bác. Chiều rộng cuốc 15cm. Độ dày lưỡi của nó thì nó dày được khoảng 2 ly nha bác. Đó, lưỡi cuốc này dày 2 ly. Đó, bề mặt lưỡi thì lớp sơn mạ chưa có bong chóc gì. Đó, chưa bong chóc gì, rất là đẹp nhá. Đây các bác có thể thấy này. Hai mặt thì bề mặt lưỡi chưa bong chóc gì đâu các bác. Đó. Còn nguyên lớp sơn nhá. Cái này thì cán của nó là cán gỗ này và cán gỗ dài 50cm nhá. Cán dài 50cm. Và phần cán thì người ta cũng có sơn một cái nước sơn màu xanh này các bác. Đó, sơn màu xanh của quân đội. Đó, một chiếc cuốc của quân đội nha bác. Đó, sử dụng thì rất là bền luôn nhá. Chiếc cuốc G13 này là 200.000, G13 là 200. Mã số G14. G14 là một cái cây cuốc nhỏ nha bác. Chiều dài lưỡi cây này 9,5 và bản lưỡi cuốc thì rộng được 7,5 nha bác. Và độ dày lưỡi cuốc này thì dày được độ dày lưỡi cuốc này nó dày khoảng gần 3 ly nha bác, khá là dày, dày gần 3 ly. Cây này thì cũng hàng chưa sử dụng này. Đó, bề mặt lưỡi các bác có thể thấy này, còn nguyên lớp sơn mạ này. Đó, lớp sơn mạ chưa bong chóc gì cả nhá. Cán gỗ rất là mới này. Đó, người ta đóng đinh chốt chắc chắn này, đóng trên này, đóng dưới luôn này. Phần cán cây này thì dài được khoảng tầm 36cm nha bác. Đó, dài 36cm. Đó. Chiếc cuốc nhỏ G14 này là 160.000. G14 160. Mã số G15 là một cái cây cuốc chim. Đó, cây cuốc chim này là hiệu con voi nha bác. Đó, hiệu voi này. Rồi, có logo hình con voi đóng chìm ở trên bề mặt lưỡi cuốc này.
đó, tem mác của hãng voi này đó. Hãng con voi thì sản xuất chuyên sản xuất quốc sản đấy bác, rất là chất lượng luôn nhá. Cái này thì phần cán dài 45 cm này, cán dài 45 cm và tổng chiều dài lưỡi cuốc là được tổng chiều dài lưỡi cuốc 28,5 nha bác, tổng chiều dài lưỡi cuốc 28,5, chiều dài phần lưỡi cuốc là được khoảng tầm 11 cm này, chiều rộng lưỡi là được 5,5 nha bác. Đó, chiều rộng lưỡi 5,5, đây lưỡi này khá là dày đấy bác, rất là dày luôn nhá. Đó, cây cuốc chim này thì gần như là mới luôn này các bác, đẹp gần như mới luôn này. Đó, một đầu mũi nhọn, một đầu cuốc. Đó, lớp sơn mạ thì chưa bong tróc này, còn nguyên này. Đó, cây này rất là mới nhá. Đó, cán gỗ này. Chiếc cuốc chim G15 này là 250.000, G15 250.000. Mã số G16 cũng là một cây cuốc chim. Cây này thì phần cán dài 39 nha bác, dài 39 cm. Và tổng chiều dài lưỡi là được 27,5. Đó, tổng chiều dài lưỡi 27,5. Chiều dài lưỡi cuốc là 10 cm. Và chiều rộng lưỡi cuốc là 5 cm nha bác, chiều rộng lưỡi cuốc 5 cm. Đây lưỡi này nó rất là dày nha bác. Đây các bác có thể thấy này. Đó, lưỡi rất là dày nhá. Đó, thép thì rất là chất lượng rồi. Đó, cây này thì cũng gần như là mới, chưa sử dụng luôn này, tem mác còn nguyên này. Đó, chưa bong tróc gì. Đây, các bác có thể thấy này, bề mặt lưỡi cuốc rất là đẹp. Cán gỗ cũng đẹp này. Đó, đây tem mác còn nguyên đây nhá. Chiếc cuốc chim G16 này cũng là 250.000, G16 250.000. Mã số G17 là một cái cây cuốc nha bác. Cây này thì nó có một đầu cuốc và một đầu cào này. Đó, một đầu cuốc, một đầu lưỡi cuốc và một đầu cào ba răng nhá. Cán cây này dài là được 39 này. Đó, cán dài khoảng 39 cm. Và tổng chiều dài phần lưỡi này thì được khoảng tầm là 17,5 nha bác. Đó, tổng chiều dài cả lưỡi cuốc và cào là 17,5. Đó, nó có một lưỡi cuốc nhỏ và một lưỡi cào ba răng nha bác. Đây, lớp sơn mạ còn nguyên này. Đó, lưỡi và cán là đúc liền. Cây này cán của nó là cán thép nha bác. Đó, nên các bác sử dụng thì nó rất là bền nhá. Đó, trên cán có chữ này. Một dơ 1990 USA này. Đó, 1990 USA. Tay cầm thì được bọc cao su nhá các bác. Đó, G17 là 170.000, G17 170. Mã số G18. Mã số G18 là một cái lưỡi cuốc chim nha bác. Đó. Tổng chiều dài của lưỡi là được đây, tổng chiều dài là 28 này. Đó. Tổng chiều dài lưỡi này 28 nha bác. Đó. Lưỡi này thì của hãng là hãng Golden Star nha bác. Đó. Hãng Golden Star của Nhật này. Đó. Còn nguyên tem mác, lớp sơn mạ trên lưỡi cuốc cũng còn này. Đó. Lưỡi cuốc đẹp nhá. Đó. Thép Nhật thì nó rất là cứng luôn nha bác, rất là cứng, các bác sử dụng thì không biết bao giờ nó bị hư hỏng được. Đó. Lưỡi cuốc chim G18 này là 170.000, G18 170. Mã số G19, một lưỡi cuốc chim lớn này. Tổng chiều dài là 33 cm nha bác. Đó, tổng chiều dài khoảng 33 cm. Đó, lưỡi này rất là dày đây, các bác có thể xem này. Các bác xem kỹ này, lưỡi rất là dày luôn nhá. Đây. Lưỡi này thì gần như là hàng mới, chưa sử dụng luôn này các bác. Đó, gần như mới nhá. Lớp sơn mạ thì cũng chưa bong tróc gì nhá. Đó, trên đầu mũi nhọn này thì cũng gần như chưa xài luôn này. Đó, lưỡi cuốc chim G19 này 220.000. G19 220. Đến mã số G20. Mã số G20 là một cái lưỡi cuốc nha bác. Chiều dài lưỡi là được 17,5. Chiều rộng lưỡi cuốc là 11 cm. Và độ dày lưỡi của nó thì ở phần trên cùng này là dày được 6 ly nha bác. Và xuống phần lưỡi này là còn 2 ly này. À, trên cùng này dày 6 ly nhá. Và nó mỏng xuống dưới này là còn 2 ly nhá. Đó, 2 ly. Đây, lưỡi này thì hàng rèn thủ công của Nhật nha bác. Đó, bề mặt lưỡi cuốc láng mịn này, cũng không có bị rỗ rỉ gì nhá. Đây, các bác có thể xem kỹ này. Phần lỗ trên cán này hàng rèn thủ công của Nhật nhá. Đó, lưỡi cuốc của Nhật. G20 là 180.000. Số G21. G21 là một cái lưỡi cuốc lớn nha bác. Chiều dài lưỡi cuốc là 21 cm này. Và chiều rộng lưỡi cuốc là 10 cm. Độ dày lưỡi của nó thì nó dày được ở phần trên cùng này là dày 11 ly nha bác.
Đó, và mỏng xuống dưới lưỡi này là còn khoảng 4 y rưỡi này. Đây, rất là dày nhá bác, trên này dày đây, phần trên cùng này dày 11 ly và xuống dưới này là dày còn 4 y rưỡi nhá. Đó, lưỡi các bác có thể thấy rất là dày. Thép Nhật thì rất là cứng cáp luôn. Đó, bề mặt lưỡi nhìn láng o luôn này. Và cái này lưỡi của nó là lưỡi kiểu người ta thiết kế lưỡi cong này các bác. Đó, lưỡi cuốc này người ta thiết kế lưỡi cong nhá. Đó, một cái lưỡi cuốc lớn. G21 là 250.000, G21 250.000. Đến mã số G22. Mã số G22 là một G22 là một cái lưỡi xẻng quân đội nha bác. Đó. Chiều dài lưỡi xẻng là được 21,5 cm này. Chiều rộng lưỡi xẻng là 15 cm. Đây, lưỡi xẻng này là lưỡi xẻng kiểu như xẻng gấp của quân đội nha bác. Đấy, có tên hãng Asaka của Nhật này. Sản xuất năm 1988 này. Đó, năm 1988. Lớp sơn mạ còn này, chưa bong chóc gì nhá. Đó, cán thì người ta cắt cụt đi rồi các bác. Đây, người ta cắt cụt cán rồi. Về các bác thì có thể chế cái cán thành một cây xẻng hoặc là chế thành một chiếc cuốc cũng được nhá. Đó, có về các bác tháo con ốc này ra này. Đó, và chế lại cán nhá. Cái lưỡi xẻng này thì lưỡi xẻng này thì nó có hai hãng này các bác. Đó, hai hãng này. Một cái hãng Asaka này, một cái của hãng Motohamono này. Motohamono sản xuất năm 2004 này. Đó, năm 2004. Hai cái này thì nó cũng đều đẹp như nhau nha bác. Đó, đẹp cả như nhau luôn. Về các bác có thể chế thành xẻng cũng được mà chế thành cuốc cũng được này. Đó, lưỡi của quân đội thì các bác cũng biết rồi, sử dụng có khi cả đời cũng không hỏng được luôn á. Nó rất là bền. G22 là 150.000 một lưỡi nha bác. G22 150.000 một lưỡi xẻng. Mã số G23. G23 là một cái con dao cắt ống đồng nha bác. Đó, con này thì hàng mới chưa sử dụng nhá. Còn nguyên trong bọc đây bác. Đó, lấy ở bãi về thì còn nguyên bọc này. Đây, một con dao cắt ống đồng. Con này là của hãng Evalu của Nhật này. Đó, Evalu của Nhật. Hàng mới chưa qua sử dụng. Đây có EPC-28 này. EPC-28. Ở bên này thì có thông số là từ 4 đến 28M trên M này bác. Đó, 428M trên M. Hàng chưa qua sử dụng nha bác. Đây thì có một cái lưỡi tam giác gì đây không biết. Đó, còn nguyên bọc đây. Đó. Còn nguyên bọc này. Đó, có dao cắt ống đồng G23 này là 220.000. G23 220. Hàng chưa qua sử dụng nha bác. Đó, đây 4 đến 28 mm này. 4 đến 28 mm. G23 là 220.000. Mã số G24. G24 là một cái cặp cái cặp này để sử dụng thì để chèn lốp xe nha bác, chèn lốp xe. Cặp này cũng hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Và cặp này là cùng một hãng nha bác, của hãng Toyota Moto này, Japan này. Đây dòng sản phẩm 5B này. Đó. Toyota Moto Japan. Đó, hàng mới chưa sử dụng nha bác, còn nguyên lớp sơn mạ luôn. Đây thì các bác có thể mở lên này. Đó, và đây nó có một cái chân trống ở đây nhá. Đó, các bác sử dụng kiểu như này nhá. Cái này thì khi các bác mà đi xe máy, các bác đi xe máy mà lên trên dốc thì các bác mà muốn dừng xe thì các bác có thể sử dụng cái cặp trống này để chèn vào lốp xe máy nha bác. Nó chèn vào lốp xe thì khi các bác dựng xe thì ở trên dốc nó không có trơn trượt bánh đi được nhá. Đó, nó không trơn trượt bánh đi được. Đây, bên này cái này thì cũng tương tự vậy. Đó, này để chèn vào lốp bánh vào bánh xe máy nha bác. Đó. Hàng mới chưa sử dụng. Đó, G24 một cặp này là 220.000. G24 là 220. Mã số G25 là một cái chiếc Eto kẹp bàn nha bác. Đó, chiếc Eto kẹp bàn này thì cũng rất là đẹp này. Lớp sơn mạ chưa bong chóc gì nhá. Đó. Phần miệng kẹp của chiếc Eto này thì rộng được là 4,3 cm nha bác. Rộng 4,3. Đây, các bác có thể thấy này, miệng kẹp thì rất là khít nhá. Đó, miệng kẹp rất là khít, không có bị hở luôn này. Đó. Các con ốc vặn thì còn sử dụng tốt nha bác. Sử dụng bình thường nhá, không có bị hư hại gì đâu. Đây,
Đó, lớp sơn mạ chưa bong chóc gì. À, và phần dưới này thì có thể xoay được này. Đó, phần dưới này xoay được nhá. Đó, một chiếc Eto kẹp bàn. G25 là 200.000, G25 200. Đó, đây thì có một cái khóa để các bác khóa cái đế dưới này lại nhá. Đó. G25 200. Mã số G26 là một cái cây ép tỏi quả Đức nha bác. Đây, cây này thì có logo hai hình người này của hãng Willing này. Cái cây ép tỏi này thì nó dài được khoảng tầm 14,5 cm nha bác. Dài 14,5 cm. Đây, và bên trong này thì có các cái đường răng này để sử dụng ép tỏi này. Đây, và cái phần này thì chiều rộng là được khoảng tầm chiều rộng là khoảng 2,7 cm nha bác. Rộng 2,7 này. Đó, các bác có thể cho tỏi rồi cho hành này. Đó, hoặc cho chanh, cho ớt gì đấy. Đó, các bác cho trong này ép nhá. Các bác thích ép cái gì thì ép này. Đó, ép tỏi, ép chanh, ép hành, ép ớt gì cũng được. Không rỉ nha bác, không rỉ, rất là đẹp. G26 là 130.000, G26 130. Mã số G27 là một cái cây khui bia nha bác. Đó. Cây khui bia này thì ở trên này thì không biết sao mà nó có rất là nhiều chữ, đây các bác, chữ đóng chìm này. Đó, rất là nhiều tên nước ở trên này nhá. Đây, Italy này. Đó. Của England, của Anh này. Và của Mỹ này, USA này. Đó, USA. Bên này thì có cả Pháp này. Pháp, Đức này. Và Ấn Độ nữa này bác. Đó. Đó, chiếc khui bia này thì nó có rất là nhìn rất là nhiều tên nước ở trên này nha bác. Đó, rất là nhiều tên các nước ở trên này. Mỹ, rồi Ý, rồi Anh, rồi Pháp, rồi Đức này. Và cái dáng của cây này là hình dáng hình bàn tay nha bác. Đó, dáng hình bàn tay đang nắm vào này. Đó, đây, kiểu như này. Dáng hình bàn tay nắm vào nha bác. Các bác sưu tầm cũng được mà mua về sử dụng cũng được nhá. Cây khui bia G27 này 100.000. 27 100. Mã số G28 là một cái cây đục bê tông của hãng Mokuba nha bác. Đây, cây này có tên hãng này, Mokuba Japan này. Và tổng chiều dài của cây này thì được 19,5 nha bác. Tổng chiều dài 19,5. Và cây này là size của nó là, đây có thông số 90 này. À, phần lưỡi của nó là rộng 9 cm nha bác. Lưỡi rộng 9 cm. Đó, lớp sơn mạ thì nó bị bong chóc mất một ít thôi. Cây này thì người ta cũng có sử dụng rồi nha bác. Đó, có sử dụng rồi nhưng mà chất thép của Nhật thì rất là cứng cáp luôn nhá. Đó, các bác sử dụng thì còn rất là lâu bền luôn. Đây, tem mác cũng còn đây này. Của hãng Mokuba Japan. Cái đục bê tông G28 này 170.000. G28 170. Mã số G29 cũng là một cây đục bê tông. Cây này cũng của hãng Mokuba nha bác. Mokuba Japan này. Cây này thì size là size nhỏ hơn này. Size lưỡi là 75 này, là rộng 7,5 cm nha bác. Đó, chiều rộng lưỡi này là 7,5. Và chiều dài tổng thể của cây đục này thì được khoảng tầm là 17,7 cm nha bác. Khoảng 17,7 cm. Đó, cái này thì người ta cũng có sử dụng rồi này. Đó, nên là cái phần đầu đóng này nó cũng hơi bị cấn, bị xòe một xíu rồi nhá. Không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Đó. Cái này thì cũng còn khá là mới đây các bác. Lớp sơn mạ đỏ còn đây. Cái đục bê tông G29 này 170.000. G30 cũng là một cái cây đục bê tông nha bác. Cây này cũng của hãng Mokuba luôn này. Mokuba Japan này. Tổng chiều dài của cây đục này thì được 32,5 cm này. Đó. Và phần lưỡi thì của nó thì rộng được, lưỡi này rộng khoảng tầm 7 cm nha bác. Lưỡi rộng 7 cm. Đó. Và lưỡi đục này khá là dày này. Lưỡi đục này thì nó dày được khoảng tầm 6 ly nha bác. Đó, khá là dày. Đây, và lưỡi của nó kiểu cong tròn như này. Đó. Mokuba Japan, bề mặt lưỡi đẹp nhá. Cái phần lục giác này thì của nó là được, lục giác này là được khoảng tầm cái phần lục giác này là 16 ni rưỡi nha bác. Đó, phần lục giác này của nó là 16 ni rưỡi. Đó. Cái đục bê tông G30 220.000. G30 220. Mã số G31 cũng là một cây đục bê tông. Cây này cũng của hãng Mokuba nha bác. Đây, cây này cũng của hãng Mokuba Japan này. Đó, Mokuba Japan. Tổng chiều dài của cây này thì được 31 cm này, 31 cm. Và phần lưới của nó thì rộng được 7,5 nha bác. Đó, lưới rộng 7,5. Đó, cây này thì bề mặt còn đẹp này. Đó,
mịn màng luôn, không có rỗ rỉ gì nhá. Đó, lưỡi cũng khá là dày đấy các bác. Độ dày lưỡi của cây đục này thì nó dày được khoảng tầm cũng 6 ly nhá. 6 ly. Và phần phần lục giác này của nó thì cũng là được khoảng 16 ly rưỡi nha bác. Đó, phần lục giác này là 16 ly rưỡi này. Cây đục bê tông G31 này là 200 nghìn. G31 là 200. Mã số G32 cũng là một cây đục bê tông. Tổng chiều dài cái này tổng chiều dài cái này là được 40 cm nha bác. Đó, tổng chiều dài 40 cm, chiều dài lưỡi là 13 cm. Và chiều rộng lưỡi là 10 cm này. Đó, chiều rộng lưỡi 10 cm. Cây này là của hãng Makita nha bác. Đây, hãng Makita của Nhật này, có tên hãng này. Đó, Makita của Nhật. Bề mặt lưỡi đẹp nha bác. Láng mịn luôn, cũng không có rỗ rỉ gì đâu. Cái này thì phần lục giác này của nó là 17 ly nha bác. Đó, lục giác này là 17 ly. Đó, đây cái phần này là 17 ly nhá. G32 là 300 nghìn. G32 300. G33 thì cũng là một cây tương tự nha bác. Đó, cây này thì cũng của hãng Makita của Nhật này. Đó, có tên hãng Makita đây. Makita của Nhật. Cái này nó cũng giống cây G32 thôi các bác. Đó, cũng đẹp này. Phần lục giác của cây này cũng là 17 ly luôn nha bác. Đó. Đây. Cây G32 với G33 này thì nó cũng như nhau thôi. Nó đẹp cả như nhau nha bác. Đó, kích thước thì kích thước của nó cũng như nhau thôi. Đó. Hai cây này thì cũng đẹp cả như nhau. Đó, bác lấy cây nào cũng được này. Đó, mã số G33 này cũng 300 nha bác. 3233 thì nó cùng một giá luôn. Đó, đều của hãng Makita. Mã số G34. Đó, cây này thì size lớn hơn này, cũng cây đục bê tông nhá. Tổng chiều dài cây này là 39 cm này. Và chiều dài lưỡi của nó là được 14,5. Chiều rộng lưỡi là khoảng 10,5 nhá. Đó, chiều rộng lưỡi 10,5. Độ dày lưỡi cây này thì dày được đây, cây này thì lưỡi dày hơn này. Dày hơn hai lưỡi kia. Lưỡi cây này dày 7 ly nha bác. Đó, lưỡi dày 7 ly. Đây, cây này thì bề mặt lưỡi của nó thì rất là sáng và đẹp này. Đó, các bác có thể thấy này. Đó, rất là sáng đẹp luôn nhá. Phần phần lục giác của cây này thì cũng là khoảng tầm 17 nha bác. Đó, lục giác cây này khoảng 17 ly nhá. Đó, cây này thì sáng đẹp. G34 là 330 nghìn. G34 330. Mã số G35. G35 là một cái lưỡi lưỡi chép đào măng nha bác. Đó. Cái lưỡi này thì phần lưỡi của nó thì rộng được là khoảng tầm 10,8 cm nha bác. Rộng 10,8 và lưỡi này là hàng rèn thủ công của Nhật nha bác. Hàng rèn thủ công 3 lớp thép. Đó, của Nhật này. Đó, lưỡi rất là sắc bén nhá, lưỡi hai mặt nhá. Đó, lưỡi hai mặt 3 lớp thép. Bề mặt lưỡi đẹp này. Đây có chữ Nhật khắc chìm trên bề mặt lưỡi đây. Cái này thì cán người ta cắt cụt đi rồi, các bác về chêm lại cán sử dụng nhá. Đó, các bác có thể sử dụng cây này làm cán vào đi rừng, đi rẫy đào măng này, hoặc là sử dụng để bâm rễ cây, đánh cây cũng được nhá. G35 là 150 nghìn. G35 150 nghìn. Đến mã số G36. G36 là một cái cây búa là nhỏ nha bác, một cây búa nhỏ hai đầu nhựa này. Đó, cây búa này thì nó có hai đầu là hai đầu nhựa. Chiều dài cán của cây búa này được 22 cm này, chiều dài phần đầu búa là được 8 cm và đường kính đầu đóng của nó thì được khoảng tầm 2,3 cm nha bác, đường kính đầu đóng 2,3. Đây, cây này thì nó có hai đầu nhựa này. Đó, các bác có thể thấy này, đầu nhựa đẹp nhá, không có bị chầy xước hay là tách lưới gì nhá. Đó, một đầu nhựa đen và một đầu nhựa là vàng này. Đó, tem mác còn ở trên đầu búa đây. Cán cái này là cán thép này. Và phần tay cầm của cái này là cao su nha bác. Đó, phần tay cầm cao su. Có tên hãng ở phần đuôi cán đây bác. Cây búa này là của hãng Taka. Đây, của hãng Takagiko này. Đó, Takagiko. Đó. Cái búa nhựa này thì nặng được cái búa này nó nặng được là khoảng tầm gần 300 gram nha bác. Đó, khoảng gần 300 gram. Các bác có thể cây nhựa này thì đóng gạch men cũng được này. Đó, hoặc là đóng linh tinh ở nhà gì đấy. Nó sử dụng thì nó nhỏ gọn, nó tiện lợi này. G36 120 nghìn. G37 là một cái cây búa đinh.
Cái này của hãng Dokju nha bác. Đây, trên đầu búa thì có chữ đóng chìm tên hãng Dokju này. Đó, và phần tem mác của hãng Dokju thì nó cũng bị bong chóc rồi. Đó. Chiều dài cán của cây búa này thì dài được 32,5 cm. Chiều dài phần đầu búa là được 12 cm. Và đường kính đầu đóng của nó thì được 2,5 cm. Đường kính đầu đóng 2,5. Nó có một đầu tròn đấy các bác. Nó đầu đóng đinh này chưa có bị chày trượt gì nhá. Đó, chưa bị chày trượt hay là cấn giật gì cả. Còn đẹp này. Và nó có một cái đầu mà người ta rèn vuốt nhọn kiểu này nhá bác. Đó, vuốt nhọn nhá. Đầu này thì các bác có thể sử dụng gõ xỉ hàn gì đấy cũng được nhá. Đó. Cái búa này thì nặng được nặng tổng thể là khoảng tầm 350g nha bác. Đó, nặng khoảng 350g thì nó rất là nhỏ gọn này. Các bác sử dụng trong gia đình thì tiện lợi này. G37 là 140.000. Mã số G38 cũng là một cái cây búa nhỏ này, cây búa đinh nhỏ. Cây này của hãng Checkmark nha bác, hàng mới chưa sử dụng nhá. Đó, còn nguyên tem mác của hãng Checkmark này. Chiều dài cán của cây này thì được 28 cm. Chiều dài phần đầu búa là được khoảng tầm 7,5 cm. Đường kính đầu đóng của nó thì được 2,3 cm nha bác. 2,3. Và đây, cây này thì có hai đầu tròn này. Hai đầu tròn thì các bác sử dụng trong gia đình đóng mấy cái loại đinh nhỏ nhá. Đó, đóng đinh nhỏ cũng được. Đó, nhỏ gọn tiện lợi này. Cái búa này nặng 300g nha bác. Nặng 300g của hãng Checkmark. Hàng mới chưa sử dụng nhá. G38 140.000. G39 cũng là một cây búa đinh. Cây này phần cán thì dài được khoảng 30 cm này. Chiều dài đầu búa là được 9 cm nhá. Và đường kính đầu đóng của nó thì rộng được là 3,2 cm. Đường kính đầu đóng rộng 3,2. Đây, cây này thì dáng, cái này dáng đầu búa rất là đẹp này. Đó, các bác có thể thấy này. Người ta vuốt theo cái kiểu đầu này là đầu 2 4 6. Đầu này là đầu kiểu vuốt theo kiểu đầu bát giác nha bác. Đó, một bên này là vuốt tròn này. Đó, một bên là đầu bát giác, nó rất là đẹp. Đây, một đầu tròn. Đó, một bên đầu kiểu đầu bát giác nha bác. Các bác sưu tầm cái này thì cũng rất là đẹp nhá. Đó, có chữ Nhật đóng chìm ở trên đầu búa đây nha bác. Đó, cây này thì gần như là hàng chưa qua sử dụng nhá. Các bác có thể thấy đầu búa láng o luôn nhá, chưa có bị cấn dập gì nhá. Đây. Hai đầu búa thì còn láng luôn này. Chưa cấn dập hay là chảy trượt gì. Đó, cán thì cũng còn tem mác này, mới. Cái búa này thì nặng được 500g nha bác, nặng 500g. Các bác mua cái này về sử dụng hoặc là sưu tầm cái này được nhá, dáng rất là đẹp. Đó. G39 cái này là 200.000, G39 200. Mã số G40 là một cái cây búa bi của hãng PX nha bác. Có tên hãng PX ở trên đầu búa này. Đó, tem mác của hãng PX cũng còn nguyên nhá. Chiều dài cán của cây này thì dài được 30,5 cm và chiều dài phần đầu búa là được 11,5. Đường kính đầu đóng của nó thì được khoảng tầm 3 cm nha bác, đường kính đầu đóng 3 cm. Đây, đầu búa này thì người ta rèn thủ công nha bác. Đó, của hãng PX người ta rèn thủ công. Đó, đầu búa cũng còn đẹp này. Đó, đây thì ở cạnh này nó hơi bị cấn xíu thôi. Đó. Còn trên phần đầu búa này thì không có bị cấn dập gì nhá. Đầu bi này cũng láng o luôn này. Đầu của nó là đầu 1/1/2 nha bác, đầu 1/1/2. Đó, cán còn rất là mới nhá. Cái búa bi này thì nặng tổng thể là được 800g nha bác. Nặng tổng thể 800g. Hàng rèn thủ công của hãng PX của Nhật. G40 là 240.000. Mã số G41 là một cái cây kìm cộng lực của hãng MCC. Cây này size của nó là size 300 nha bác. Đó, size 300 là nó dài 30 cm. Có tên hãng MCC này. Và cây này thì cắt cáp là 5 ly nha bác. Đó, cắt cáp là 5 ly Japan này, MCC Japan. Đó, lưỡi cắt các bác có thể thấy này, khít nguyên nhá, không có bị hở luôn này. Đó, lưỡi cắt đẹp nhá, không sứt mẻ gì. Đây, các bác xem kỹ phần lưỡi cắt này, không sứt mẻ gì nhá bác. Hàng của MCC thì rất là chất lượng. Cái kìm cộng lực thì gần như là toàn của hãng MCC sản xuất nha bác, nên nó rất là chất lượng nhá. Đó, Japan này. Cán của cây này là cán nhôm nha bác, cán nhôm. Và phần đầu lưỡi cắt này là bằng người ta rèn bằng thép nha bác. Đó, thép rèn thủ công. Cán nhôm thì các bác cầm sử dụng thì rất là nhẹ nhàng nhá. Đó, cắt cáp là 5 ly, G41 là 250.000.
Mã số G42 cũng là một cái cây kìm cộng lực. Cây này cũng là của hãng MCC luôn nha bác. Và đây, MCC và cắt cáp là 6 ly nha bác. Đó, cái này cắt cáp 6 ly Japan này. Size của nó là size 350 nha bác. Size 350 thì nó dài được 35 cm này. Đó, cây này thì gần như là mới luôn nhá. Đó, gần như một cái cây kìm mới, hàng nội địa Nhật này. Đó, có dấu nội địa ở mặt sau đây nha bác. Lớp sơn mạ chưa bong chóc gì cả, tay cầm rất là mới luôn. Đó, các bác xem phần lưỡi cắt cây này này. Đó, lưỡi cắt không sứt mẻ gì nha bác. Đó, lưỡi cắt đẹp này. Đó, lưỡi cắt đẹp. Gần như là một cái cây kìm mới luôn. Size 350. G42 là 350.000. G42 350.000. Mã số G43 là một cái cây kìm mỏ quạ. Cây này là của hãng IPS nha bác. Đó, dòng sản phẩm WD-250 này. Cây này thì chiều dài của nó là 25 cm nha bác. Chiều dài 25 cm. Đây, cây này cũng gần như là chưa sử dụng này. Răng lợi thì cũng chưa có bị chảy trượt này. Đó. Đây, răng trên răng dưới đẹp nha bác. Đó, các bác có thể thấy này. Răng trên răng dưới còn khá là đều này. Lớp sơn mạ của cây này thì cũng còn nha bác. Lớp sơn mạ còn, tem mát còn này, và người ta có tặng kèm cho hai cái miếng nhựa này để các bác gắn vào phần đầu miệng kẹp mà. Đó, phần đầu miệng kìm này. Cái này có thể mở ra khá là rộng này. Đó, của hãng IPS của Nhật nha bác. Phần đuôi này thì có một đầu tô vít trừ này. Đó, phần đuôi đầu tô vít trừ. Kìm mỏ quạ thì chuyên sử dụng để mở ốc bình ga nha bác. Đó, mở ốc bình ga trong gia đình bình ga lớn á. Đó. G43 là 150.000. Mã số G44. G44 là một cái cây kìm cắt nha bác. Cây kìm cắt này thì chiều dài của nó được chiều dài cây kìm cắt này 16,5 cm nha bác, 16,5. Đó, cây kìm cắt này thì có tên hãng này bác, các bác có thể tra này. Đó, có tên hãng và dòng sản phẩm là WC-165 này. WC-165. Đây, mặt bên này thì có chữ này, Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Cái này thì hàng chưa sử dụng nha bác. Hàng chưa sử dụng, nó do để ở bãi nên là nó có một cái số vết ố đây các bác. Nó bị ngấm nước đây bác. Đó, dính nước là nó sẽ có những cái vết ố ở đây, không ảnh hưởng gì nhá. Lưỡi cắt đẹp nguyên nhá, chưa sử dụng này. Các bác có thể thấy này. Đây, lưỡi không sứt mẻ gì nhá. Lưỡi rất là sắc bén luôn. Đó, lò xo của nó là lò xo ruột gà và nó có một cái chốt gài ở phần trên đây nha bác. Đây, có một cái chốt gài ở trên này. Phần tay cầm thì người ta có bọc một lớp cao su còn liền lạc này. Đó, cây kìm này thì các bác có thể sử dụng cắt dây kẽm bonsai nha bác. Đó, cắt kẽm bonsai hoặc là cắt dây điện cũng được nhá. Nếu mà các bác cắt kẽm thì các bác có thể cắt được kẽm khoảng tầm 2 đến 3 ly nhá. Đó, cắt được khoảng 2 đến 3 ly. Đó, vừa cắt kẽm bonsai mà vừa cắt dây điện được luôn. Đó, đây, lưỡi mở khá là rộng. Đó. Cây kìm cắt G44 này là 200.000, G44 200. Đó, cây này thì giá mới của nó thì khoảng tầm 600 mấy đến 700 nghìn một cây các bác. Đó, nhìn cây kìm nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó giá rất là cao nhá. Đó, kìm cắt kẽm bonsai. G44 là 200.000. Mã số G45 là một cái cây kìm nguội của hãng Fujiya. Đây, có tên hãng Fujiya, có logo chữ A này, dấu mũi tên. Có dấu nội địa Nhật đấy nha bác. Dòng sản phẩm là NO1050 này, 651. Đó. Chiều dài của cây kìm nguội này thì được là 19 cm nha bác. Chiều dài 19 cm. Đó, đây, phần răng của nó đẹp nha bác. Đó, các bác xem kỹ phần răng này, răng đẹp nhá. Đó, răng trên răng dưới còn đẹp này. Và phần lưỡi cắt dây điện của nó thì còn khít nha bác. Đây, lưỡi cắt khít này. Cũng không có sứt mẻ gì đâu. Lấy hàng thì em cũng có kiểm tra kỹ hết phần răng, phần lưỡi cắt rồi. Đó, nên các bác mua thì yên tâm về sử dụng nhá. Đó. Kìm nguội thì người ta sản xuất thì thép nó rất là cứng nha bác, nó rất là chất lượng luôn. Đó, hãng Fujiya. G45 cái này 130.000, G45 130. G46 là một cái cây kìm đa năng, kìm điện nha bác, kìm điện, kìm đa năng của hãng Fujiya Japan này. Đó, cây này thì sử dụng chất thép của nó là thép CRV này, cũng rất là cứng cáp nhá. Chiều dài của cây kìm này thì được khoảng tầm 21 cm nha bác. Cây kìm này dài 21 cm. Và cây kìm này thì nó cũng có khá là nhiều chức năng đấy bác. Đó, đây, phần răng, để quay kỹ phần răng các bác xem này. Răng đẹp này. Gần như là chưa sử dụng luôn nha bác. Đó, răng chưa có bị cấn dập hay là chảy trượt gì cả nhá. Đó. Ở trên phần đầu của nó thì có một cái lỗ nhỏ ở đây này. Các bác có thể sử dụng kẹp đinh hoặc là kẹp ốc vít này.
Đó, và có một lưỡi này là sử dụng lưỡi cắt dây điện này, hoặc là cắt dây kẽm bonsai được nhá. Đó, cắt dây điện, dây kẽm bonsai gì đấy đều được. Dưới này thì có một lỗ bấm cốt nha bác, và có 5 lỗ tuốt dây điện này, có các thông số ở trên này rồi. Đó. Phần cán thì liền lạc này. Đó, một cây kìm rất là nhiều chức năng của hãng Fujiya Japan, G46 180.000. Mã số G47 là một cái cây mỏ led nha bác. Cái mỏ led này size của nó là size 150mm này, của hãng Sanki nha bác. Có dấu nội địa Nhật này, Japan này. Và sử dụng chất thép là thép chrome vanadium nha bác, rất là cứng cáp nhá. Chiều dài cái mỏ led này 15cm, size 150mm. Cái này thì hàng mới chưa sử dụng nha bác, rất là đẹp này. Đó, ốc vặn trơn tru. Đây các bác có thể thấy này, miệng khít nguyên nhá, không có bị hở một tí nào này. Đó, lớp xi mạ thì sáng đẹp. Đó, nó nhỏ gọn này thì các bác bỏ trong thùng đồ hoặc là túi xách hay ba lô gì đấy, nó rất là tiện lợi nhá. Đó, đây phần ngàm đây các bác có thể xem này. Đó, chưa có bị cấn dập hay chảy gì nhá. Chưa sử dụng nha bác. Hoặc là các bác đi làm thì có thể bỏ trong cốp xe cũng được nhá. Cây này nhỏ gọn bỏ trong cốp xe thì nó vừa luôn này. Đây các bác, nó tầm này thôi nhá. Đó. Nó có 15cm thôi. Của hãng Sanki, hàng nội địa Nhật. G47 là 100.000. G47 100. Mã số G48 cũng là một cây mỏ led của hãng Sanki. Đây, có tên hãng Sanki này. Cũng có dấu nội địa Nhật nha bác. Và chất thép là chrome vanadium này, Japan này. Cây này thì dài 25cm nha bác, dài 25cm. Đó, cái này thì miệng cũng còn đẹp này. Đó, đây bác xem phần miệng này. Miệng đẹp nha bác. Đó, miệng đẹp. Phần miệng cái này thì nó có thể mở rộng tối đa là được khoảng 3cm nha bác. Mở tối đa 3cm. Cái này cũng gần như là hàng chưa sử dụng luôn á. Đó, đây các bác xem này. Miệng khít nguyên nha bác. Đó, miệng khít này. Cái này người ta chỉ sử dụng có 1-2 lần là người ta không sử dụng nữa này. Đó, gần như mới luôn nhá. Đó, hàng nội địa Nhật của hãng Sanki, size 250mm. G48 là 180.000. G48 180. Mã số tiếp theo là mã số G49. Mã số G49 là một cái cây bào gỗ nha bác. Cây này cũng hàng mới chưa sử dụng nhá. Đây có chữ Nhật đóng chìm rất là nhiều trên bề mặt lưỡi này. Đó. Đấy, các bác có xem kỹ phần lưỡi bào này. Đó, lưỡi bào cũng không sứt mẻ gì nhá. Đó, không sứt mẻ gì. Phần lưỡi bào này thì nó rộng được là 5cm nhá. Lưỡi sử dụng này là 5cm này. Đó, gỗ còn mới nguyên này. Chiều dài của cây bào này thì được khoảng tầm là 25,5 nha bác. Và chiều rộng cây bào là được khoảng 7,3cm. Chiều cao của nó thì được khoảng 3,3 nhá. Một cái cây bào gỗ quả Nhật mới nguyên chưa sử dụng. G49 là 230.000. G50 thì cây này kích thước nó cũng như thế nha bác. Cây này thì cũng còn hàng mới, cũng chưa sử dụng nhá. Mà cây này thì tem mác của nó còn nguyên này. Cây kia thì không có tem, cây này còn nguyên tem luôn. Đấy, cũng có chữ Nhật đóng trên phần lưỡi nhá. Phần lưỡi cây này thì cũng không sứt mẻ gì nhá bác. Đây. Đó, do để ở bãi nó ngấm nước nên là nó có một cái số vết ố nhăm nhăm thôi. Nó không có ảnh hưởng gì nhá. Lưỡi đẹp này. Đó, lưỡi bào đẹp. Cũng hàng mới chưa sử dụng. Chiếc bào G50 này cũng là 200, G50 là 240.000 nha bác. G50 240.000. Mã số G51 là một cái cây cưa gấp. Cây này cũng là hàng chưa qua sử dụng luôn. Đó, do để ở bãi nên là bề mặt lưỡi của nó thì có một cái số vết ố nhăm nhăm này thôi. Đó, chứ hàng chưa sử dụng nhá. Răng cưa thì rất là sắc bén nhá. Đó, một đây một số vết ố nhăm nhăm này. Đó. Cây cưa này thì chiều dài lưỡi sử dụng của nó thì được chiều dài lưỡi sử dụng là khoảng tầm 18cm nha bác, 18cm. Đó. Và cán thì dài, cái này cán gỗ dài 25,5 nha bác, cán dài 25,5. Đó, và cây cưa này là của hãng Techmark nha bác. Đó, tem mác còn nguyên của hãng Techmark này. Đó. Các bác sử dụng cưa gỗ hoặc là cưa cành cây này thì rất là ngon luôn nhá. Đó. Cưa gỗ, cưa cành đều được. Một cây cưa có thể gấp lại này. Đó, hàng mới chưa sử dụng. G51 140.000. G52 cũng là một cây cưa gỗ nha bác. Cây này là có hai lưỡi luôn này. Có một cạnh là lưỡi dày này và một cạnh là lưỡi thưa nhá.
Cái này cũng hàng mới chưa qua sử dụng. Đó. Video trước thì em có bán rồi mà vẫn còn đấy các bác. Đó, có về được cũng khá là nhiều đấy. Đó, hàng chuẩn Nhật luôn, mới chưa sử dụng nhá. Chiều dài lưỡi sử dụng chiều dài lưỡi cưa sử dụng thì được khoảng 20,5 cm nha bác. 20,5. Và bản lưỡi cưa này thì rộng được là 7,5 này. Bản lưỡi cưa rộng 7,5. Đó. Răng cưa thì hàng mới mà các bác biết rồi, rất là sắc bén nhá. Mà cưa của Nhật thì người ta làm răng rất là bén luôn đấy. Đó, cán gỗ mới nguyên này, tem mát của hãng Deluxe này. Đó, Deluxe. Cái này thì các bác có thể sử dụng để cưa gỗ nhá. Đó, chuyên sử dụng cưa gỗ này. Hoặc là có thể sử dụng cưa cành cũng được nhá. Đó, cưa gỗ, cưa cành cũng được. G52 là 150.000. Mã số G53. G53 là một cái cây kéo cắt cành đúc nha bác. Đấy, cây này thì hàng còn nguyên trong hộp luôn. Đấy, cây này size của nó là size 20 nha bác. Nó dài 20 cm. Đó, có chữ này, Made in Japan này. Và ở mặt sau của nó thì có chữ đóng chìm nha bác. Mặt sau có chữ đóng chìm. Đó. Đây, lưỡi kéo đầy này, đẹp sắc bén nhá. Lưỡi rất là sắc bén luôn. Đó. Lò xo là lò xo chữ V này, chốt gài đầy đủ này. Đó. Một cây kéo cắt cành rất là đẹp luôn nhá. Và cây này thì được đựng ở trong một cái hộp đây các bác. Hộp của nó là hộp giấy nhá. Và bên trong này thì có một cái lớp xốp này. Đó, lớp xốp màu đỏ rất là đẹp. Đây, hộp ngoài hộp của nó cũng có chữ đây các bác, rất chữ rất là nhiều luôn. Cây này thì các bác có thể mua làm quà tặng cũng được này. Nhìn rất là sang trọng nhá. Đó, quà tặng anh em, bạn bè, người thân gì đấy. Đó. Cây kéo cắt cành G53 này là 380.000. Đó, G53 380. Mã số G54. G54 là một cái cây kéo tỉa nha bác. Đó, một cái cây kéo tỉa tỉa lá này. Tổng chiều dài cả cán của cây này thì được là 34 cm này. Và chiều dài lưỡi kéo sử dụng là 15 cm nha bác. Cái này lưỡi rất là dài, dài 15 cm. Và trên bề mặt lưỡi kéo thì có chữ đây, Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Lò xo chữ V này, chốt gài đầy đủ nha bác. Đó. Lưỡi kéo thì rất là sắc bén luôn. Lớp sơn mạ còn. Đó. Cán của cây này là cán thép nha bác, cán thép này. Và người ta có phủ một cái lớp sơn lên trên này. Lớp sơn đen đây, chưa bong chóc gì cả. Đó, các bác có chơi cây cảnh, chơi hoa, chơi cây cảnh ở nhà thì có thể sử dụng cây này thì cắt tỉa thì rất là tốt luôn nhá. Đó, rất là tốt. Lưỡi kéo dài 10 năm. G54 cái này 220.000. G54 220. Mã số G55 là một cái cây kéo cắt cành của hãng ARS nha bác. Chiều dài của cây kéo cắt cành này nó được 19 cm nhá. Đó, cây này dài 19 cm. Đây, có tên hãng ARS đóng chìm trên bề mặt lưỡi kéo đây các bác. Đó, hai mặt đều có tên hãng đây nhá. ARS này. Đó, có biểu tượng của hãng ARS luôn, có cái hình đầu con chim hay con gì đây này. Trên phần cán nó cũng có tên hãng này nha bác, ARS. Cái này thì bề mặt lưỡi kéo sáng đẹp nha bác. Đó, sáng đẹp này. Và lưỡi kéo của nó thì còn zin nguyên nhá. Đó. Lấy ở bãi về thì em thấy lưỡi nó còn đẹp này, zin nguyên nên em không có mài giũa gì cả nhá. Đó, còn zin nguyên mà cũng còn rất là sắc bén nhá. Đó, về các bác có thể muốn bén hơn thì có thể rũa qua đi là rất là bén luôn. Đó. Ốc chốt là ốc rời này, có các bác về tháo, khi các bác sử dụng nó cùn thì có thể tháo con ốc này ra và mài lưỡi kéo được nhá. Lò xo chữ V và chốt gài đầy đủ. Cán của cái này là cán nhựa, là nhựa đúc nha bác. Đó, nhựa đúc thì nó rất là bền nhá. Đó, cây kéo cắt cành của hãng ARS. G55, cái này là 300.000. G55 300. Mã số G56 là một cái cây kéo cắt tôn. Một cây kéo cắt tôn lưỡi cong nha bác. Tổng chiều dài cái kéo cắt tôn này là 26,5 cm. Và chiều dài lưỡi sử dụng của nó thì được 7 cm này. Đó, chiều dài lưỡi sử dụng 7 cm. Cái kéo cắt tôn này là hàng rèn thủ công của Nhật nha bác. Đó, hàng rèn thủ công của Nhật. Hàng rèn thủ công của Nhật thì chất thép thì nó rất là cứng cáp nhá. Nên là các bác cắt tôn thì nó rất bền luôn. Đó, chữ Nhật ở hai mặt, ở trên phần cán kéo luôn này. Và người ta thiết kế cái này là lưỡi kéo là lưỡi cong nha bác. Đó, nó cong lên này. Đó, lưỡi kéo thì rất là khít nhá, không có bị hở này. Đó, lưỡi kéo các bác có thể thấy này, khi cắt xuống này rất là khít nhá. Lưỡi thì zin nguyên luôn, sắc bén này. Đó, lưỡi zin nguyên các bác xem này, lưỡi không có bị găm mẻ gì đâu nhá. Đó, lưỡi không găm mẻ gì. Hàng rèn thủ công của Nhật.
G56 cái này là 220.000, G56 220. Mã số G57 cũng là một cây kéo cắt tôn lưỡi cong. Cây này tổng chiều dài là được 24,5 cm và chiều dài lưỡi sử dụng chiều dài lưỡi kéo 7 cm nha bác. Đó, chiều dài lưỡi kéo 7 cm. Đây người ta có thiết kế nó cong cái phần lưỡi lên này. Đó, và cái này lưỡi kéo là không rỉ nha bác. Đó, lưỡi kéo là thép không rỉ. Đây rất là sáng và đẹp và lưỡi thì cũng còn zin nguyên nhá. Rất là sắc bén luôn nhá. Đó. Đây ốc chốt cũng là ốc trời luôn. Cây này thì các bác có thể sử dụng cắt mấy loại tôn mỏng thôi nhá. Đó. Đó, cái này thì sử dụng cắt tôn mỏng thôi. Đây lò xo rồi chốt gài cũng đầy đủ hết nhá. Cán của cây này cũng là cán nhựa này, nhựa đặc luôn nhá bác. Đó, nhựa rất là bền luôn. Phần tay cầm ở phần trên này người ta có bọc cao su này. Đó, khi các bác cầm nắm sử dụng thì nó rất là êm tay và nó thoải mái luôn. Ốc chốt cũng ốc rồi. Đó, các bác cây này chuyên sử dụng cắt mấy cái loại tôn mỏng thôi nha các bác. G57 cái này 200.000. G57 200. Đến mã số G58. G58 là một con dao chặt của Đức nha các bác. Đó, con này đây của hãng là hãng Gulling này các bác. Đó, Germany này, có logo hai hình người. Đó, có logo hai hình người nha bác. Chiều dài lưỡi của con này thì được khoảng tầm chiều dài lưỡi con này khoảng 18 cm nha bác và chiều rộng lưỡi là 9,5. Độ dày lưỡi của nó thì dày được con này độ dày lưỡi dày 4 y rưỡi nha bác. Đó, dày 4 y rưỡi. Bề mặt lưỡi dao sáng đẹp này, lưỡi rất là sắc bén luôn. Lưỡi và khâu là đúc liền. Đó, con này đúc liền từ lưỡi dao mà xuống đuôi cán luôn này các bác. Đó. Con này thì em có cân rồi, nó nặng là 800g nha bác. Nặng 800g. Các bác sử dụng con này chặt xương cũng được này. Đó. Nặng 800g. G58 là 400.000. G58 400. Mã số G59 cũng là một con dao chặt. Con này dao chặt là thép thép rèn thủ công nha bác. Đó, thép rèn thủ công. Chiều dài lưỡi được 12,5 này. Bản lưỡi con này rộng 8,5 và độ dày lưỡi con này thì dày được con này độ dày lưỡi nó dày 8 ly nha bác. Đó, cũng rất là dày luôn, dày 8 ly. Và con này thì lưỡi mài hai mặt nhá. Đó, lưỡi mài hai mặt. Đó, bề mặt lưỡi đẹp này. Đó, và con dao này thì nặng được khoảng tầm 700g nha bác. Nặng 700g, dày 8 ly, nặng 700g. Đó, lưỡi thì mài hai mặt. Con này thì phần cán của nó thì các bác về có thể quấn một cái lớp vải vào đây này, hoặc là quấn một cái lớp dây thừng vào đây để sử dụng làm cán luôn nhá. Đó, cầm nắm sử dụng. Đó, có thể sử dụng con này chặt cây cũng được này, hoặc là chặt xương cũng được nhá. Đó, chặt cây hoặc chặt xương đều được. G59 là 450.000. G59 450.000. G60. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được 18,5. Bản lưỡi thì rộng là khoảng tầm 5,8 cm và độ dày lưỡi con này thì dày được con này lưỡi nó dày là 7 ly nha bác. Đó. Lưỡi khoảng tầm 6 ly rưỡi 7 ly. Đó. À, lưỡi thì cũng mài hai mặt 3 lớp thép nha bác. Hai mặt 3 lớp thép. Cũng là hàng rèn thủ công của Nhật này. Có chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi đây. Đó, hàng rèn thủ công thì rất là chất lượng nhá. Đó. Lưỡi hai mặt. Con này thì phần cán người ta có cắt nó cụt đi rồi này bác. Đó. Người ta cắt cụt cán đi về các bác. Con này thì cầm nó cũng cầm nó vừa tay luôn này, nó hơi hụt một xíu thôi. Đây, nếu các bác cầm thì nó hơi bị hụt mất một xíu ở đây nhá. Đó, các bác để vậy sử dụng, hoặc là không thích thì các bác thay một cái cán khác dài hơn vào sử dụng nhá. Đó. G60, cái này 350.000. G60 350.000. G61. Mã số G61. Con này thì lưỡi rất là dài luôn này. Lưỡi con này dài 23 cm nha bác. Lưỡi dài 23 cm. Và bản lưỡi con này thì rộng được là 3,8 cm. Đó, khoảng tầm 3,8. Độ dày lưỡi của nó thì dày được là 6 ly rưỡi nha bác. Lưỡi dày 6 ly rưỡi và con này thì lưỡi mài một mặt nhá. Đó, lưỡi mài một mặt. Đây chữ Nhật khắc chìm rất là nhiều trên bề mặt lưỡi này. Bề mặt lưỡi còn khá là đẹp nhá. Mặt sau này có rãnh tản lực đấy nha bác. Đó, rãnh tản lực. Cán gỗ đẹp chắc chắn này. Đó, con này lưỡi rất là dài, dài 23 cm nhá. Để em đo chính xác dài
Đúng rồi, con này lưỡi dài 23 nha bác, dài 23. G61 là 400.000, G61 400. G62. Chiều dài lưỡi con này là được 17 cm. Bảng lưỡi thì rộng được là 4,2 cm. Đó, khoảng tầm 4,2. Và độ dày lưỡi con này thì dày được 6 ly nha bác, dày 6 ly. Đó, con này thì lưỡi mài một mặt này, hai lớp thép nhá. Đó, hai lớp thép ghép. Đây nó có một cái đường trên lưỡi màu đen đen đây các bác, không phải nó bị nứt nha bác, mà cái này là đường cái lớp thép của người ta ghép nha bác. Đó, người ta ghép hai lớp thép thì nó lộ cái đường lớp thép ra này. Đó, lộ đường hai lớp thép ghép ra nhá. Đó, mặt sau có đánh tản lực. Đó, bề mặt lưỡi thì cũng không có bị rỗ rỉ gì. Đài chữ cũng là người ta khắc thủ công lên nhá. Đó, cũng hàng rèn thủ công. Cán gỗ đẹp chắc chắn này. G62 con này 350.000. G63. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được 14,8 cm, bản lưỡi rộng là 3,3 cm. Và độ dày lưỡi con này thì dày được con này độ dày lưỡi của nó là dày 4 ly rưỡi nha bác. Đó, con này lưỡi dày 4 ly rưỡi. Và lưỡi thì mài hai mặt nhá. Đó, lưỡi mài hai mặt, bề mặt lưỡi dao sáng đẹp này. Đó, bề mặt lưỡi dao sáng đẹp. Và nó có chữ ở trên bề mặt lưỡi đây nha bác. Đây thì trên bề mặt lưỡi nó có chữ GD này. Đó, chữ GD này người ta đóng chìm sâu hẳn xuống dưới luôn nhá. Đó, đóng chìm sâu hẳn xuống dưới nhá. Đó, cán gỗ cũng còn chắc chắn, rất là chắc chắn, không rơ lát gì. G63, cái này là 270.000. Mã số G64. Đó. G64 cũng một con tương tự này. Con này thì còn nguyên tem mác luôn nhá, của hãng Golden Star của Nhật này. Đó, Golden Star của Nhật. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được 15 cm và bản lưỡi rộng là khoảng 3,3 cm. Độ dày lưỡi con này thì dày được con này độ dày lưỡi là cũng dày khoảng tầm là hơn 4 ly nha bác. Đó, dày hơn 4 ly một xíu. Đó, lưỡi cũng hai mặt này. Bề mặt lưỡi dao thì em vệ sinh rồi, rất là sáng và đẹp luôn nhá. Lưỡi sắc bén này. Đó, cán gỗ đẹp. Tem mác hãng Golden Star. Và con này lưỡi dao thì nó có một cái bọc bằng da đây nha bác. Đó, lưỡi dao có bọc bằng da này. Và bọc da này thì ở trên phần đầu này thì nó có bị tuột cái chỉ người ta may vào đây, mà nó bị tuột ở trên phần đầu đây. Đó, các bác về thì có thể khâu lại cái phần này nhá. Đó, nó bị tuột mất một ít ở đầu đây. Đó, về các bác khâu mấy mũi vào là nó đẹp cái bao da lại này. Bao da thì không có bị rách rưới gì, không có bị chảy xước gì đâu, nó chỉ bị tuột cái chỉ ở trên phần đầu này ra thôi. Đó, lưỡi dao có bao da và có cái chốt gài đầy đủ ở đây nhá. Có chốt gài này, và bên mặt sau này thì có một cái quay đeo này. Các bác đi rừng thì có thể đeo bên hông này. Đó, rất là tiện lợi. G64 là 300.000. G64 300. G65. G65 con này chiều dài lưỡi là được 18,5. Bản lưỡi thì rộng cũng là khoảng tầm 3,3 nhá. Và lưỡi này thì dày lưỡi con này dày 4 ly rưỡi nha bác. Đó, dày 4 ly rưỡi. Con này thì lưỡi mài hai mặt nhá. Đó, lưỡi mài hai mặt. Đó, hai mặt ba lớp thép nhau bác. Bề mặt lưỡi còn khá là đẹp này. Cũng có đây có chữ Nhật khắc chìm trên bề mặt lưỡi đây nhá. Đó. Cán gỗ đẹp chắc chắn này. Con này thì các bác sử dụng chặt gà chặt vịt cũng được này. Đó, chặt gà chặt vịt cũng được. G65 cái này 300.000. G65 300. G66. Đây, con G66 này thì còn khá là mới đây các bác, rất là mới này. Đó, lớp sơn mạ đen thì còn nguyên trên bề mặt lưỡi này. Đó, còn nguyên lớp sơn mạ đen. Chiều dài lưỡi con này thì được khoảng tầm 17,3 cm, bản lưỡi rộng là 3,5. Và độ dày lưỡi của nó thì dày được độ dày lưỡi con này dày 5 ly nha bác. Đó, con này lưỡi dày 5 ly. Đó, lớp sơn mạ đen còn nguyên, rất là đẹp luôn, lưỡi sắc bén. Cán gỗ cũng còn rất là chắc chắn nhá. G66 cái này là 320.000. G66 320. G67 là một cái cây rìu chặt nhá bác. Đó. Cây rìu này thì các bác có thể đi rừng đi rẫy thì có thể vừa sử dụng bổ củi hoặc là các bác sử dụng trong gia đình nhá, có thể vừa sử dụng bổ củi hoặc là đi rừng đi rẫy sử dụng chặt cây cũng được nhá. Đó, con này thì vừa bổ mà vừa chặt được luôn. Chiều dài cán của con này thì dài 34,5 này. Chiều dài phần lưỡi là được khoảng tầm 10,5 và chiều rộng lưỡi rìu là được khoảng tầm
Lưỡi điều này rộng khoảng 7,8 cm nha bác, 7,8. Đó. Lưỡi này mài hai mặt nha bác, ba lớp thép nhá, cũng là hàng rèn thủ công của Nhật nhá. Đó, hàng rèn thủ công của Nhật. Đó, còn khá là đẹp này. Đó. Cái điều này thì nặng tổng thể là được khoảng 700 g nha bác. Đó, 700 g cầm nó rất là vừa tay các bác. Đó, đi rừng đi rẫy thì có thể sử dụng chặt cây được này. Đó. G67 cái này là 370.000đ. G67 370. Mã số G68 là một cái con dao nhỏ nha bác. Đây con này thì cũng rất là đẹp nhá. Đó. Con này thì bề mặt lưỡi nó có vân này, vân rất là đẹp luôn. Hai mặt đều có vân nha bác. Tổng chiều dài con này thì được khoảng tầm 21 cm này. Đó. Và phần lưỡi dao thì dài được 9,5 nha bác. Nó dài 9,5. Đây, lưỡi thì nó có một cái hộp đây. Đó, có cái hộp này vừa bảo vệ lưỡi dao mà nó lại rất là đẹp luôn này. Đó. Và con dao này thì được đựng trong một cái hộp, cũng là hộp bên ngoài là giấy nha bác, hộp giấy này. Và trong này cũng có một cái lớp xốp này. Đó. Con G68 này là 350.000đ. G68 350.000đ. Con này các bác mua về, con này thì chắc cũng chỉ để chơi thôi. Đó, cũng về chơi rồi cắt linh tinh vậy thôi. Đó. Rất là đẹp. G68 là 350.000đ. Có cái hộp. G68 350.000đ. Mã số G69 là một con dao bếp của Đức nha bác. Đây, con này của hãng Solingen Germany này. Đó, có logo hình hình kiểu hình vương miện hay là hình hình cái dĩa gì đấy. Đó, biểu tượng của hãng hãng này nhá, hãng dao của Đức nhá. Đó. Con này thì hàng chuẩn Đức luôn nha bác, hàng chuẩn dao Đức luôn. Cán của nó cũng có cái logo của hãng này. Đó, cán có logo hãng. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được 17 cm và bản lưỡi dao thì rộng 4,3 cm và lưỡi dao này thì nó dày được khoảng tầm con này lưỡi khá dày này, dày con này lưỡi dày khoảng tầm 3 ly các bác. Đó, lưỡi dày khoảng 3 ly. Và thép không rỉ nha bác. Thép không rỉ. Lưỡi và khâu đúc liền này. Cán của cây này là cán nhựa cứng nha bác. Đó, cán nhựa cứng, dao chuẩn Đức luôn. G69 cái này 350.000đ. G70 là một con dao bếp của hãng Kiza. Đó, có tên hãng Kiza này. Con này thì bề mặt lưỡi dao cũng không có rỉ nha bác. Cũng không rỉ này, cũng còn khá là sáng và đẹp nhá. Đó, lưỡi và khâu cũng là đúc liền luôn, cán gỗ 3 chốt chắc chắn này. Chiều dài lưỡi con này thì được 18 cm nha bác. Đó, 18 cm. Bản rộng là 4,7 cm. Đó, bản rộng 4,7. Và con này thì lưỡi nó dày khoảng tầm 2 ly nhá. Lưỡi dày khoảng 2 ly. Hãng Kiza này thì cũng hãng dao khá là nổi tiếng của Nhật đấy các bác. Đó. Nó cũng khá là chất lượng đấy. G70 là 280.000đ. G71 là một con dao bếp. Con này là dao 3 lớp thép nha bác. 3 lớp thép lõi không rỉ này. Đó, các bác có thể nhìn thấy đường vân 3 lớp thép của nó này. Đó, nhìn thấy rõ đường vân 3 lớp nhá. Đó, vân 3 lớp lõi không rỉ. Lõi không rỉ và ốp nó cũng không rỉ luôn. Đây con này chất thép là thép monidium và vanadium này. Đó, steel không rỉ. Con này thì là đúc hết nha bác. Lưỡi và cán cũng là cán đúc nhá. Đó, cán thì cũng có những cái đường rãnh này để khi các bác cầm nắm sử dụng thì nó chống trơn trượt nhá, nó không có trơn trượt. Đó, không rỉ rất là sáng và đẹp. Con này kiểu gần như hàng kiểu hàng châu Âu ấy bác. Ở bên châu Âu người ta hay dùng mấy cái loại cán đúc này này, nó rất là sạch sẽ nhá. Đó. 3 lớp thép. G71 con này là 350.000đ. À quên chưa đo kích thước lưỡi của con này. Kích thước lưỡi con này thì dài 18 nha bác. Đó, dài 18 và rộng là 4,3. Lưỡi rộng 4,3. Độ dày thì khoảng tầm 2 ly nhá. Đó, độ dày khoảng 2 ly. G71 350.000đ. G72 là một con dao bếp, con này của hãng Sekizo này. Made in Japan này. Đó, Sekizo Made in Japan. Talet này. Đó, con này cũng không có rỉ nha bác, không rỉ. Đây thì nó có một cái hình ông thợ rèn đang ngồi rèn dao đây nha bác. Đó. Có hình ông thợ rèn đang ngồi rèn dao đây. Đó, Sekizo Made in Japan. Lưỡi dao thì nó có những cái rãnh ở đây này các bác. Đó, có những cái rãnh để chống dính nhá.
khi các bác cắt rau hay là cắt củ quả gì đấy nó sẽ không có dính lên bề mặt lưỡi. Đó, những cái rãnh này để chống dính. Đó, lưỡi dao sáng đẹp không để cán gỗ ba chốt chắc chắn này. Con này thì lưỡi của nó dài được lưỡi dài 18,5 nha bác, và bản lưỡi thì rộng là 4,5. Độ dày lưỡi con này thì cũng dày khoảng tầm 2 ly nha bác, con này dày khoảng 2 ly. G72 là 200.000. G73 một con dao gấp nha bác. Đó, con này của hãng Hozan này, có tên hãng Hozan. Bề mặt bên này thì chữ Nhật này. Đó, chữ đóng chìm nhá. Lưỡi khá là sắc bén luôn. Đây, con này thì các bác có thể gấp lại này, không sử dụng gấp lại rất là gọn gàng nhá. Đó, cán thì được ốp gỗ hai bên này, cán ốp gỗ hai bên, từ phần đuôi này có một cái quay để đeo này. Đó, con này thì sử dụng gọt hoa quả trái cây hoặc là các bác đi câu mang theo thì sử dụng cắt dây câu cũng được nhá. Đó, cắt dây câu của hãng Hozan. G73 con này 150.000. G73 là 150.000. Mã số G74. G74 một cái con dao nhỏ này. Đó. Con này thì tổng chiều dài cả cán thì được 15,5 nha bác. Đó, 15,5. Đó, con này thì rất nhỏ nhỏ gọn này. Có chữ chìm này. Đó, chữ này đóng chìm trên bề mặt lưỡi nha bác. Đây có cái hình kiểu như hình ngôi nhà gì đây. Đó. Bề mặt lưỡi rất là sáng và đẹp. Khâu của nó là khâu đồng nha bác, khâu đồng và cán này nhìn cái cán gỗ này. Đó, các bác có thể thấy màu rất là đẹp nhá. Hai chốt đồng. Đuôi cán này cũng đồng luôn. Đó, rất là đẹp. Con này thì nó dài có 10 năm thôi các bác. Dài 10 năm rất là nhỏ gọn nhá. Và con này lưỡi thì có một cái bao da đây. Bao da thì cũng rất là đẹp luôn. Không có bị chảy xước hay là rách tưới gì. Có chốt gài này. Đó, chốt gài bên này thì cũng có quai đeo luôn. Đó, mẫu này thì nó có hai màu nhá bác. Đó, hai cây này thì nó giống nhau này. Nó chỉ khác là cái cán, một cây là cán màu xanh và một cây là cán màu đỏ nha bác. Đó, một cây cán xanh và một cây cán đỏ. Đó, các bác lấy màu nào thì có thể lấy màu nào thì bảo em nhá. Đó. Tại vì cây này nó có hai màu, một màu xanh và một màu đỏ. Màu đỏ này thì đây nó cũng y vậy thôi các bác, không khác gì đâu. Đó. Khác mỗi cái màu cán thôi. G74 là 170.000 một cây nhá bác. G74 là 170.000 một cây. Đó. G75 thì phôi dao titan ở nhà vẫn còn đây nha bác. Đó, phôi dao này là của Nhật nhá, thép titan của Nhật. Đó. Phôi này thì chiều dài lưỡi của nó thì được chiều dài lưỡi là khoảng tầm 17 cm nhá, và bản thì rộng là 8 cm này. Độ dày lưỡi thì dày độ dày lưỡi dày khoảng 2 ly nha bác, dày 2 ly. Đó, con này là thép titan không rỉ nha bác. Thép titan không rỉ, lưỡi thì người ta có mài rồi. Lưỡi người ta mài rồi mà phần cán thì người ta chưa có khoan lỗ thôi. Đó, các bác về làm cán vào sử dụng nhá. Đó, dáng là một cây dao bầu này. Đó, sử dụng thái rau củ quả sử dụng trong gia đình rất là tốt nhá. Thép titan thì các bác có ngâm có vứt trong nước muối này, ngâm nước muối hay là đi biển nó cũng không có rỉ nhá. Đó, ném xuống biển nó cũng không rỉ được. Đó, thép titan thì thép này là thép siêu cứng luôn nhá bác. Nó thép siêu cứng, gần như thép cứng đứng đầu của Nhật luôn nhá, siêu cứng luôn. Đó. Có mấy bác mua có nhắn tin cho em thép này rất là ngon luôn các bác. Nó thép titan sử dụng rất là ngon. Đó. Một cái phôi này thì nó cũng rất là rẻ thôi các bác. Đó. Lưỡi thì mài rồi. G75 150.000 một lưỡi nha bác. G75 là 150.000 một lưỡi. Hôm nay em có lên 70 năm mã hàng đồ nghề Nhật bãi nha bác. Thì em xin kết thúc video tại đây. Và em xin cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.